Ayo, xin chào các bạn. Mình rất là xin lỗi bởi vì mình đã ra cái clip Winner Announcement này nó hơi trễ so với lại cái dự kiến của mình là ngày 30 tháng 1. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ tiến hành quay clip này. Mình sẽ bắt đầu trước với giải thưởng C, đó chính là Entry Grade Gundam nhé. Mình đã tải trước cái trang YouTube Studio của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào trang này. Sau đó mình vào cái clip Giveaway Entry Grade. Tiếp tục mình sẽ bấm vào cái đường link của nó, sau đó mình copy cái đường link YouTube này. Mình đã vào trang Comment Picker ở cái tab kế bên. Bạn chờ một xíu nha để mình copy lại cái đường link. Vào trang Comment Picker này, mình chọn cái mục là YouTube này. Đó. Mình sẽ chọn Random Comment Pickers. Sau đó mình sẽ copy cái đường link này vào. Đó. Mình sẽ bấm vào cái nút Get YouTube Comments. Ok. Nó đang load comment thì tầm 220 comment đây này. Amount of comments 220. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào nút start để bắt đầu nha. Who will be the next? No, who will be the first? Oh, Thảo Nguyên. Ok, mình muốn sở hữu phần thưởng trong giải giveaway lần này. À quên. Mình kêu các bạn comment cái câu này mà. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra bạn Thảo Nguyên nha. Mình sẽ bấm vào cái đường link này. Vì đây bạn này có đăng ký hay không mình cũng không biết, bởi vì các bạn có thể chọn vào cái nút set riêng tư rằng không cho người khác thấy cái kênh mà mình subscribe. Cho nên á, bản thân mình á, khi mà các bạn comment vào đây rồi thì mình sẽ giveaway cho các bạn luôn, no matter là các bạn có subscribe cái kênh của mình hay không, nó không quan trọng. Nhưng mà các bạn đã comment vào đây rồi thì là ok, hợp lệ. Bây giờ thì mình sort lại cái sắp xếp thôi. Nhưng mà để tìm ra cái bạn Thảo Nguyên đó thì mình nhớ là không phải tìm trong cái thư mục này, không phải tìm trong cái đường link của người xem này, mà mình phải vào bên YouTube Studio thì phải. Để mình coi phải không. Thì ở đây mình bấm vào cái phần bình luận thì nó sẽ đúng hơn. Rồi bây giờ thì cái phần tìm kiếm mình sẽ tìm bạn Thảo Nguyên. Để bạn chờ một xíu nha. Kéo làm chi. Ok, bây giờ mình search cái chữ Thảo Nguyên ra. Mà nhớ lúc nãy là như thử Thảo Nguyên là nó không có dấu. Ok. Thảo Nguyễn chẳng hạn. Đây, đây chính là bạn ấy rồi nè. Hello bạn. Nè. Bạn đã trúng giải C của sự kiện giveaway lần này nha. Giải thưởng là Entry Grade RX782 Gundam. Bạn vui lòng nhắn tin vào. Nhắn tin thì không có ý nghĩa cho lắm. Phản hồi comment, đúng rồi. Bạn vui lòng phản hồi comment này. Sao mà lủng củng vậy. Bạn vui lòng phản hồi địa chỉ đi. Bạn vui lòng phản hồi địa chỉ, số điện thoại và tên của bạn vào comment này. Tại comment này nha. Rồi. Râm nhiễm with love. With love. Ok. Vậy chúng ta đã có người trúng giải C, đó chính là bạn Thảo Nguyễn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với người thứ hai. Và chúng ta sẽ cùng xem lại giải thưởng lần thứ hai nha, đó chính là bộ Perfect Builder Set. Chúng ta sẽ gồm có một cái kềm, ba cái bút kẻ lằn chìm và một cái nhíp và một cái dũa. Ok nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Thì đến với đó là bạn Hiroshi408. Vào YouTube của bạn Hiroshi đi nào. Hiroshi408. Ok, kênh, tìm kênh cũng không thấy luôn. Có thể bạn set up là không cho người khác thấy kênh mà mình subscribe đó các bạn. Nên cũng không sao đâu.
tiếp tục tìm kiếm mạng Hiroshi 408. Ok, để like và thả tim cái đã. Chúc mừng bạn đã trúng giải giải hai. Như giải B thì phải, không phải giải hai đâu. Thôi kệ, giải hai cũng không có gì đâu ha. Rồi thôi ghi giải B đi cho nó hợp lệ, nãy mình đã công bố là giải B rồi mà. Giải B, bộ Perfect Builder Set. Gì vậy? Perfect Builder Set. Nhưng mà bộ Perfect Builder Set này thì nó chỉ gồm đó là một cái bộ phụ kiện thôi. Còn cái tập về thì cái người cho mình họ không có cho nên là mình chỉ có được cái bộ phụ kiện thôi. Thì bạn vui lòng comment tên, số điện thoại và địa chỉ vào comment này nha, dưới comment này nha. Rồi nhím with love bằng đóng ngoặc. Ok, tiếp theo đó chính là giải A, giải cuối cùng đó chính là HGUC 1/144 Gundam Beyond Global version Glowing Dark. Ok, thì đây là những hình ảnh trong bài review lần trước mình muốn quay lại cho các bạn xem thôi. Ok, tiếp theo đó chính là mình vẫn còn record nha các bạn, các bạn yên tâm nhé. Bạn cuối cùng như là bạn Hiệp Nguyễn Đăng với cái comment là mình muốn tham gia giveaway giết in. Ok, thì bạn này cũng bấm trong cái danh sách ra kênh không có thấy, nhưng mà không sao, bởi vì cái chức năng của YouTube nó cũng dạo này nó cũng khác như trước rồi, nó có thể không cho các bạn xem. Ô thì bạn này comment đến hai cái comment luôn này, chơi gì mà chắc ăn dữ vậy ông ơi. Nhưng mà tôi xài comment picker cho nên là chỉ chọn một thôi nha, và cái lúc nãy nó chọn là có cái chữ giveaway giết in này. Comment gì mà tới hai cái lận vậy ông ơi. Thôi không sao, đúng người là được. Mình muốn tham gia giải giveaway chính là cái comment của bạn ấy. Ok, không sao hết. Thay lại coi, bạn đã trúng giải A là Beyond Global HGUC 1/144 Gundam. Rồi 782 nữa hả? Trời ơi, sao tối hôm qua tôi formal quá các bạn ơi. Glow in Dark. Ok, rồi. Bạn vui lòng comment tên, số điện thoại, địa chỉ nhà để mình gửi hàng cho bạn nha, gửi giải thưởng cho bạn nha. From Nhiễm With Love bằng đóng ngoặc. Ok, vậy là ba bạn của chúng ta đã chiến thắng. Thứ nhất là bạn Thảo Nguyên, thứ hai là bạn Hiroshi 048, thứ ba là bạn Hiệp Nguyễn Đặng. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào chương trình giveaway lần này của mình. Mình hy vọng rằng trong tương lai mình sẽ có thêm điều kiện để có thể giveaway cho các bạn những phần thưởng nó giá trị hơn một xíu. Ngoài ra thì mình mong rằng là trong thời gian Tết này mình cũng có khả năng để mình giúp các bạn một cái phần thưởng nho nhỏ thôi, coi như là các bạn ủng hộ mình. Mình rất là cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình giveaway lần sau nhé.